Hiện nay, huyện Bắc Quang có 39 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao và 32 sản phẩm OCOP 3 sao. Các sản phẩm OCOP của huyện đều có mẫu mã, bao bì riêng, được hỗ trợ xây dựng thương hiệu bảo hộ sở hữu trí tuệ và xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP. Cấp ủy, chính quyền huyện đang tiếp tục vận dụng linh hoạt các chính sách để hỗ trợ chủ thể tham gia, phối hợp đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử nhằm đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững cho người dân.